Xin chào các anh em nhé. Video này là nội dung phần 5 tập 46. Mở đầu phim là phân cảnh của Sao Mã Đế Quốc. Hai ba đồng đang cấp tốc phi hành. Ngay sau đó, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tấn công. Hai ba đồng nhanh chóng đánh tan công kích, rồi yêu cầu tên đánh lén lộ cái mặt ra ngoài. Hắn ta mặc bộ đồ đen, thực lực đấu hoàng. Hai bên liên tục giao thủ. Sau khi đẩy lùi được hắn ta thì một tên khác lại xuất hiện. Cả hai xông lên vây công hai ba đồng. Chưa rõ kết quả như thế nào, vậy nhưng một chút phân cảnh ngắn ngủi cũng cho ta thấy được một ít góc nhìn tổng thể của Sa Mã Đế Quốc đang xảy ra hỗn loạn. Tiêu Ngọc và Tiêu Lệ đến thăm Tiêu Viêm, cùng nhau trò chuyện. Tiêu Ngọc mong hắn sau này hành sự cẩn thận chút, từ khi nghe tin tức bị dị hỏa thôn phệ thì đều tuyệt vọng. Nếu hắn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thù của Tiêu gia e là không ai có thể báo được. Tiêu Viêm thẳng thắn cho biết, muốn báo thù thì phải lấy được sức mạnh. Mà muốn lấy sức mạnh thì sao không có nguy hiểm được. Hắn lấy ra mấy tấm lệnh bài chứa hỏa năng cho Tiêu Ngọc. Những thứ này giờ đây đã vô dụng với hắn. Hắn cũng không ở lại quá lâu nữa, phải quay về Sa Mã Đế Quốc kết thúc ân oán. Tiêu Ngọc nghe vậy liền muốn cùng nhau quay về thăm nhà. Vậy nhưng, Tiêu Viêm lại muốn họ tiếp tục ở đây. Lần này đi Vân Lam Tông sẽ là một trận huyết chiến. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới xuất phát được. Hắn và Tiêu Lệ sẽ về trước, còn Tiêu Ngọc nên ở lại Gia Nam Học Viện là an toàn nhất. Ý hắn đã quyết nên nàng ta không thay đổi được. Tiêu Lệ đưa ra ý tưởng, Hắc Minh đã giải tán khiến cường giả Hắc Giác Vực hỗn loạn. Nếu như thừa cơ chỉnh đốn tập hợp cường giả ở Hắc Giác Vực, thì sẽ là một trợ lực lớn để báo thù Vân Lam Tông. Điều này cũng có nghĩa là Tiêu Lệ muốn xây dựng thế lực ở Hắc Giác Vực. Nội viện vốn rất kiêng kỵ các thế lực mạnh ở Hắc Giác Vực. Nếu như xây dựng thế lực thì khó tránh được nội viện nghi ngờ vô căn cứ. Giờ chỉ có một biện pháp, đó là thuyết phục đại trưởng lão, miễn cho ngày sau bị hiểu lầm. Nếu như thành công thì sau này Vân Lam Tông có dốc lực lượng cả tông thì bọn họ cũng chẳng e ngại nữa. Quay lại với trận chiến của hai ba đồng và hai cường giả đấu hoàng. Lai lịch của bọn chúng khiến hai ba đồng vô cùng thắc mắc. Bọn chúng không nói một lời mà cứ như vậy tung đấu kỹ. Đấu kỹ mà bọn chúng sử dụng cũng rất kỳ lạ. Hai ba đồng ngừng tụ ra một con rồng đấu khí nhằm chấm dứt trận chiến này. Một tên đấu hoàng nhanh chóng bị đánh sấp mặt. Tên còn lại vội chạy ra ngăn cản công kích rồi mang người rời đi. Tuy để cho hai tên thích khách chạy thoát, vậy nhưng hai ba đồng nhận ra đấu kỹ lần cuối mà bọn chúng sử dụng đó là đến từ Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nhanh chóng đến gặp mặt đại trưởng lão Tô Thiên, bày tỏ ý định thành lập thế lực riêng tại Hắc Giác Vực của Tiêu Lệ. Như vậy thì có thể thay đổi kết cấu thế lực ở Hắc Giác Vực, phân hóa Hắc Giác Vực từ bên trong, kiềm chế các thế lực khác uy hiếp học viện. Vậy nhưng Tô Thiên sớm đã nhìn thấu ý đồ của Tiêu Viêm nên nói toạc ra. Dù là vậy thì những lời mà hắn nói đều có lý. Học viện cũng được lợi rất nhiều từ việc tiêu trừ đi uy hiếp, cho nên lão đành phải đồng ý. Dù sao, thiên phần luyện khí tháp còn cần Tiêu Viêm đến bổ sung Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thời gian dài. Tiêu Viêm vốn dĩ đã được lợi rất nhiều từ chuyện này rồi. Ân tình như vậy, hắn không dám lấy chuyện này ra để tạo áp lực cho học viện. Tô Thiên hỏi thăm dự định của hắn, Tiêu Viêm cũng thẳng thắn cho biết mình muốn giải quyết xong vấn đề của Mỹ Đô Tòa. Chuyện giải quyết giữa hai người không tiện tiết lộ nên hắn đành phải nói giảm nói tránh. Chỉ cần biết là nàng ta bây giờ đang hận hắn thấu xương, luôn muốn giết người để giải hận. Nghe được danh tính thật của Mỹ Đô Toa thì cũng ngạc nhiên. Lão đương nhiên đã từng nghe tới danh tiếng tàn bạo của nàng ta rồi. Giết người như giết gà, ai gặp cũng phải đi đường vòng. Tiêu Viêm dám gây họa với loại nữ nhân này thì đúng là gan to bằng cái bát. Bây giờ hắn biết nàng ta tàn bạo như vậy thì cũng đã không kịp nữa. Tiêu Viêm không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều nên lập tức cáo từ rời đi. Ngay khi Tiêu Viêm rời khỏi học viện thì lập tức bị Mỹ Đô Toa nhắm tới. Hắn hoàn toàn biết điều này. Mục đích hắn ta đi ra ngoài chính là để gặp mặt nàng ta. Mới xuất hiện, nàng ta đã lấy cái chết của hắn ra uy hiếp. Tiêu Viêm cho rằng nàng bây giờ không giết được hắn. Đây là sự thật. Tuy rằng nàng ta đã dung hợp linh hồn thôn thiên mãng, vậy nhưng cũng bị nó ảnh hưởng, cho nên vẫn luôn không xuống tay được, còn thường xuyên đi theo bên cạnh hắn. Mỹ Đô Toa không phủ nhận việc mình bị thôn thiên mãng ảnh hưởng. Vậy nhưng mà sớm muộn thì cũng làm thịt hắn mà thôi. Tiêu Viêm ngỏ ý muốn làm một cuộc giao dịch. Hắn có thể giúp nàng hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng của thôn thiên mãng, khiến Mỹ Đô Toa trở lại bình thường. Nói thì cần phải có dẫn chứng. Hắn lấy ra đan phương lục phẩm đan dược phục hồi đan, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề dung hợp linh hồn của nàng. Nếu như nàng có thể đáp ứng yêu cầu của hắn thì hắn sẽ giúp luyện chế. Mỹ Đô Toa nhìn qua đan phương một lượt, sau đó mới hỏi yêu cầu của hắn là gì. Tiêu Viêm muốn Mỹ Đô Toa đi theo sau bảo kê trong vòng 1 năm. Ngoài ra còn phải nghe lời, lúc cần thiết mà hắn muốn nàng xuất thủ thì không được từ chối. Sau 1 năm thì ước định kết thúc, đến lúc đó hắn sẽ luyện chế đan dược cho nàng ta. Đồng thời nếu như nàng còn muốn giết hắn thì cứ tự nhiên. Điều kiện này đối với Mỹ Đô Toa là rất có lợi. Đan dược lục phẩm vô cùng trân quý, cho nên nàng ta nhanh chóng đồng ý.
Tiểu Viêm tiến lại định bắt tay kết bạn, vậy nhưng Mỹ Đỗ Toa lại trừng mắt. Với nàng thì đây là một cái giao dịch, không có bạn bè gì hết. Tiểu Viêm cảm thấy thời gian kế tiếp không thể cứ gọi nàng ta bằng cái tên Mỹ Đỗ Toa được, như vậy sẽ bị lộ tẩy lắm. Sau thoáng chốc suy nghĩ thì hắn quyết định gọi nàng ta bằng cái tên Thải Lần. Bị một tiểu tử tự ý đặt một cái tên khác, Mỹ Đỗ Toa rất tức giận, vậy nhưng bây giờ không xuống tay được, cho nên lập tức rời đi, tránh cho tiểu tử này lại nghĩ ra thêm mấy cái ý tưởng xấu xa nào đó. Hai Ba Đồng sau khi quay về gia tộc, liền đem chuyện đụng độ hai tên đấu hoàng nói với Nhã Phi. Dù là đến từ Vân Lam Tông hay đến từ đâu thì bọn chúng đều không còn thiện ý với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhã Phi được an bài đi điều tra rõ ràng. Ở đâu đó tại Vân Lam Tông, Vân Sơn cũng biết hai thuộc hạ của mình ám sát Hai Ba Đồng thất bại. Hai kẻ đó chính là trưởng lão của Vân Lam Tông. Với sự giúp đỡ của một kẻ thần bí đến từ Hồn Điện thì họ đã bồi dưỡng ra cường giả đấu hoàng. Nơi này treo rất nhiều cái lồng giam quỷ dị, dường như những cái lồng giam này đang thí nghiệm bồi dưỡng ra những cường giả đấu hoàng. Chỉ vì nhiệm vụ ám sát thất bại mà Vân Sơn thẳng tay tiêu diệt hai tên đấu hoàng này. Mễ Đặc Nhĩ vốn là gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc. Vân Sơn cảm thấy đại quân đấu hoàng ở đây vẫn chưa đủ để đối phó, cần phân phối thêm nhiều nhân thủ nữa. Những ngày tiếp theo, Tiêu Viêm đều tập trung tu luyện tầng thứ nhất là Khai Sơn Ấn Quật Đấu Kỹ để ấn quyết. Vậy nhưng đã tập luyện nhiều lần rồi mà vẫn chưa thể xuất sai trùng ấn hoàn chỉnh do đấu khí không đủ. Dù là vậy thì hắn vẫn tiếp tục tập luyện, cố gắng vận chuyển đấu khí trong người, dùng đấu khí đó kết thành trường ấn. Một cái trường ấn dần dần được hình thành, vậy nhưng kết quả vẫn không khả quan. Chỉ tu luyện ấn thứ nhất thôi mà đã vô cùng khó khăn rồi. Nếu tu luyện 4 ấn phía sau thì không biết sẽ kinh khủng tới mức nào. Nghỉ ngơi xong, hắn lại tiếp tục tập luyện. Mỹ Đỗ Toa cũng xuất hiện phía sau. Nàng định nhân cơ hội này ra tay giết chết hắn, vậy nhưng không xuống tay được. Sau đó lại chủ động tiêu diệt con yêu thú đang lao tới tấn công hắn. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!